cổ tùng bên ngoài có nhất là Wikino nè, đầu đèn bát đèn đầy đủ nè ha, con mua đó đầu đèn bát luôn, mỗi dự án đó đầu đèn riêng, bát đèn riêng, mắt mèo luôn. À, đầu đèn có Wikino nè, 145, 125, 165 đó. Đây có bát đèn ở đây, bát trời nè ha, bát không nè, không đèn nè đó. Này bát thông nè, bát thông bình dầu nè, ha. Rồi bát thông đèn luôn nè. Đó. Này là dành cho bát Wikino nè ha, đời cũng đèn nè. Ha. Thích cái nào xài lắm. Rồi bát hoàn chỉnh nguyên đầu đèn luôn nè ha. Đó. Con mua nào bán đó, có sẵn đó. Bát thông đèn, bát có đèn đầy đủ luôn nha. Đây bát thông đèn nè. Đây bát có đèn nè. À. Đó là con Wikino đó. Con hồi trồng Wikino đầy đủ nha. Bát nhóc chân nè. Đây, bát Wikino đầy đủ nha. À, và lưa lượt ra ba cái gió cho cẳng trước cẳng sau luôn nè. Con Wikino đầy đủ nè. Lưới trước lưới sau luôn ha. Đầy đủ luôn. Quạt gió Wikino đầy đủ luôn nha. Đây cấp nước Wikino đầy đủ luôn nè. Đó, cấp nước Wikino nè ha. Cấp nước Wikino của Tùng Wikino đó. Đây bạc cái tông Wikino luôn nè ha, 125,2 nè. Đây cái chụp cò của Wikino luôn nè. Bạc cái tông semi đây nè ha. Hai bạc trăm luôn nè, bạc sắt băng đó. Nó là bộ tùng của Wikino nè. Đây, này là 3,2 này đủ nè. Wikino gồm có 125, 165, 145, 24, 26, 32. Đó là mẫu thông dụng phổ thông á.